Video này thông báo một cái thông tin rất là quan trọng. Có thể nói là thực hiện một cái lời hứa với mọi người, một lời hứa mà rất là nhiều người đề xuất cũng như là tôi đã từng hứa, đó là chia sẻ gì nhỉ? sự kiện này á, thật ra là tôi hứa mà người ta cực ưu đãi, nhưng mà vấn đề là tôi hứa mà đến hôm nay mới triển khai, bởi vì tôi cũng chờ cái sự kiện mà tôi hứa tôi nói đó, nghĩa là nếu mà nó bắt đầu thực hiện thì tôi sẽ làm cái điều này, có nghĩa là chia sẻ gà với giá ưu đãi, giống như là một cái giá thanh lý cho mọi người, đỡ ai cũng có thể tiếp cận gà của Ba Bảo Bình Định với cái giá rất là rẻ, rất là bình dân. Những cái dòng gà chiến của Ba Bảo thì của Ba Bảo Bình Định thì nó rất là nổi tiếng và thực sự là không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Nhân cái sự kiện mà vừa rồi chúng tôi đã tiến hành, đó là ngày 9 tháng 5 thì đã thành lập ban vận động của câu lạc bộ chổi gà dân gian Việt Nam theo cái hướng dẫn của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Thì câu lạc bộ chổi gà dân gian Việt Nam là có thể hiểu nôm na là một cái tổ chức tiền thân của một cái liên đoàn gà chọi trong tương lai. Nói vậy cho nó dễ hiểu cái ý nghĩa câu lạc bộ, nhưng mà về nguyên tắc thì hiện giờ là thành lập câu lạc bộ, và câu lạc bộ này là quy mô toàn quốc và trực thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Thì toàn bộ hồ sơ thì cũng đã trình lên hết rồi. Quy trình thì cũng làm theo cái chủ trương của ban lãnh đạo. Thì cái chủ trương này thì trước Tết năm 2023 là tôi cũng đã ra trực tiếp gặp lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh và họp thống nhất và nhận được cái chủ trương thành lập mà để phát triển cái giống gà nồi quý của Việt Nam cũng như là trò chơi dân gian chọi gà đòn. Thì cái đó là tiếp cái đà của sự thành công trong cái sự kiện rất là quan trọng vào tháng 8 năm 2023, đó là hội chọi gà dân gian lần thứ nhất đã phục dựng thành công cái hội chọi gà dân gian, tôn vinh được cái giống gà nồi quý cũng như là trò chơi dân gian có từ lâu đời. Và cái sự kiện diễn ra rất là tốt đẹp, cũng được đưa tin trên báo đài địa phương và trung ương. Cái sự kiện đó thành công mỹ mãn, nó là một cái bước đà rất là quan trọng, và nó là một cái minh chứng rõ ràng về cái trò chơi dân gian nó tồn tại rất là mãnh liệt, khi mà người dân tới xem rất là đông và rất là trật tự, không có bất cứ một cái hiện tượng cá cược nào diễn ra. Và với cái sự thành công đặc biệt như thế thì lãnh đạo cũng như báo đài, người ta đã truyền thông nhìn chung là người ta đã nhìn nhận với một cái ánh mắt khác, nghĩa là trò chơi dân gian có thể là vận hành được, không cần cá cược vẫn vận hành được và bóc tách ra được cái trò chơi dân gian khỏi cái việc mà cá cược, để trả lại cái hình ảnh vốn có của cái trò chơi dân gian cũng như là con gà nồi, và khắc họa được cái hệ sinh thái kinh tế gà nồi. Đó là một cái vô cùng quan trọng để tiến tới thành lập câu lạc bộ chọi gà dân gian Việt Nam. Và tới thời điểm này thì đã có những cái sự bắt đầu, và cái hành trình mới tiếp tục của tôi trong cái hành trình giải oan chọi gà nồi cũng như thành lập giải đá gà không cá cược, phát triển cái sân chơi lành mạnh ở trong nước và phát triển cái trò chơi dân gian để giải bớt những cái định kiến. Vậy thì với cái sự kiện là hội chọi gà dân gian năm 2023 thì tôi đã rất là bận rộn rồi.
và tôi lao vào cái đó là tôi biết rằng là phải 100% thời gian rồi, bỏ hết mọi việc lại. Và lần này thì một cái hành trình nó còn lớn hơn nữa, và sắp tới nó còn ngốn nhiều thời gian hơn nữa, công sức hơn nữa. Đó, và tất nhiên là cũng sẽ tốn rất là nhiều tiền hơn nữa. Với cái sự kiện lần trước thì chúng tôi đã phải sử dụng một cái nguồn kinh phí rất lớn của cá nhân để thực hiện, và hy vọng rằng là trong một cái tương lai gần có thể hy vọng được có được cái sự đóng góp nhiều hơn của cộng đồng trong cái hành trình này. Và tôi tin chắc rằng là nếu mà có một cái quỹ nào đó, có một lời kêu gọi nào đó, thì tôi tin rằng là rất là nhiều người yêu quý Gà Nội sẽ đồng hành thôi. Còn bây giờ thì tôi thực hiện cái lời hứa đó là khi bắt đầu một cái hành trình mới, tôi sẽ có một cái việc làm rất là quan trọng, đó là chia sẻ những cái con gà quý của bà Bảo Bình Định, những dòng gà quý với cái giá bình dân, với một cái giá cực kỳ ưu đãi, đỡ mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với giống gà quý của bà Bảo Bình Định, những dòng gà rất là đặc biệt, đã khẳng định được những cái chỗ đứng ở đấu trường. Thì đây là một việc làm mà tôi hứa và tôi cũng cần thiết phải làm, và hy vọng rằng là lần này rất là nhiều người đang chờ đợi có thể dễ dàng tiếp cận, và mọi người có thể theo dõi nhanh chóng để lựa chọn trên các cái Zalo sau đây. Zalo cá nhân của tôi là 0707 0808 84, còn Zalo của trại gà là 0964 616 696, và Zalo khác dự bị nữa là 094 99 99 884, một cái Zalo dự bị nữa là 0917 81 8884. Và đợi chốt mua nhanh nhất thì mọi người gọi đến 1900 8684 để chốt mua. Và tôi tin rằng là lần này sẽ rất 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 nhiều cuộc gọi, cho nên là khi mà gọi mà không được có nghĩa là đang có người khác gọi, và mọi người chỉ cần gọi lại 1900 8684 thì chắc chắn sẽ được. Rồi, tất nhiên là gà cho dù tôi bán ưu đãi số lượng lớn như này thì chúng tôi vẫn bảo hành đổi trả bình thường trong vòng 15 ngày. Mọi người yên tâm. Và chỉ còn là tập trung lựa chọn cho thiệt mới là nhanh. Và mọi người cũng có thể xem video để mà chọn. Và hy vọng là những cái sự chia sẻ như này sẽ đem lại những cái niềm vui đặc biệt cho rất là nhiều người mà đang chờ đợi, và hy vọng rằng là mọi người có thể lựa chọn trong số rất là nhiều gà chúng tôi đang lên con gà mình ưng ý nhất, để có thể vừa huấn luyện cũng như sau này làm giống. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người.